Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Khoa Chế Online, hoàn toàn miễn phí trên kênh YouTube của chủ quán cà phê. Mình là Hiền. Ở chương trước chúng ta đã học xong nhóm cà phê truyền thống rồi. Sang chương này chúng ta sẽ học về nhóm cốt dừa đá xay. Và chương này chúng ta sẽ có 3 món. Đầu tiên là món cà phê cốt dừa. Thứ hai là món đậu xanh cốt dừa. Và thứ ba là món mình thích nhất, cốm dừa đá nếp. Và bắt đầu từ chương này trở đi, mỗi sản phẩm mình làm xong, mình đều chụp ảnh sản phẩm lại để cho các bạn có thể làm những chiếc menu thật xinh, thật đẹp. Những gì mình đang có ở trên tay đây. Bắt đầu từ chương này trở đi, chúng ta sẽ phải dùng máy xay rất là nhiều. Trên thị trường thì có rất nhiều loại máy xay, khiến cho chủ quán mới, chủ quán cũ vân vân không biết nên chọn dòng máy xay nào. Thì hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người con máy xay Promix 911 do bên AutoZack cung cấp. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về ngoại hình của nó. Thì mình khá ấn tượng về ngoại hình của con Promix 911 này. Nó có độ hoàn thiện góc cạnh rất là tốt, cảm giác sờ nắm sướng và rất là đầm tay. Trừ về ngoại hình duy nhất của nó, đó là cái núm vặn này. Cái độ hoàn thiện, chi tiết của nó chưa được cao, khiến mình cảm giác là cái núm này không được xịn lắm. Còn lại, mọi thứ ngoại hình của nó đều tốt cả. Mình mua con này cũng bởi vì ngoại hình của nó. Cái điểm thứ hai của con máy này khiến mình chọn mua nó, đó là nó có hẹn giờ rồi các bạn. Phiên bản trước nó không có hẹn giờ. Ở phân khúc giá rẻ thì trước có con Omni Blend, nó cũng có hẹn giờ, nhưng mà công suất của nó có 1200 hay 1300 sao ấy. Còn công suất của con này là 1650 thì phải. Trong quá trình pha chế thì mình rất ghét cái máy xay nào mà không có hẹn giờ. Bởi vì trong quá trình làm đồ mình làm một lúc mấy đồ. Ví dụ như mình đang xay sinh tố chẳng hạn, thì mình đặt cái cối xay lên mình xay, mình bấm hẹn giờ, xong mình đi làm đồ khác. Thì trong quá trình mình làm đồ khác thì không may mình quên mất không tắt máy. Và cái máy xay này nó cứ xay mãi. Lúc mình làm xong ra mình nhận ra, ơi, mình đang làm sinh tố bơ, mình quay lại mình tắt máy. Thì bơ nó đã nhão nhét và đá đã tan hết rồi. Thì có hẹn giờ này giúp mình hỗ trợ là tránh sai sót trong trường hợp như vậy. À, mình thường xuyên gặp sai sót trong trường hợp như vậy trong lúc đông khách. Do nhà cung cấp chia sẻ, đây là cái cối xay thông minh. Cái lưỡi xay của nó hỗ trợ cho các bạn xay đá được nhuyễn hơn. Nhưng bản thân mình thì thấy nó thể hiện không quá rõ rệt. Và cái nhược điểm của cái cối xay là mình thấy là nếu mà xay ít quá, ở cái lượng cốc mà từ 300 đến 350 nó không xay nhuyễn được. Do cái lưỡi này nó bị cao quá, nên nếu mà có xay thì các bạn vẫn phải xay đủ định lượng cho cốc 450 đến 500ml thì cối xay này nó mới xay mịn được. Mà một lý do cuối cùng mình chọn cái máy này, đó là nó có bảo hành 36 tháng. Linh kiện của nó thì có sẵn, rất dễ thay thế, bảo hành, sửa chữa. Những nguyên liệu chính làm nên cà phê cốt dừa thì đầu tiên ta sẽ là đá. Đá ở đây chúng ta sẽ dùng là từ 250 đến 300 gram tùy vào đá già hay đá non. Cái này thì mình sẽ nói ở buổi sau. Tiếp theo thứ hai là sữa đặc. Sữa đặc ở đây thì mình sẽ dùng là 80 gram cho một cốc. Tiếp theo là cốt dừa. Cốt dừa ở đây thì mình sẽ dùng là 60 gram. Cà phê truyền thống, cà phê phin thì mình sẽ dùng là 20 gram. Và cuối cùng chúng ta sẽ trang trí bằng dừa tươi và dừa khô. Để làm cà phê cốt dừa thì đầu tiên các bạn sẽ phải cho đá trước. Đây là điều bắt buộc. Mình sẽ pha 2 cốc liên tiếp để thử sức mạnh của cái cối này. Lượng đá ở đây mình dùng là 270 g cho một cốc thì 2 cốc là 540 g. Tiếp theo là 80 g sữa đặc thì 2 cốc là 160. Ở đây thì mình sẽ không thích nha. Dùng dích đong. Tại vì lý do là như này. Mình ví dụ cho các bạn nhé. Mình dùng dích đong mình đong. Đây là cả quan điểm cá nhân thôi nhé các bạn. Khi mình cho vào, thì phải chờ khá là lâu thì sữa đặc nó mới chảy hết, dẫn đến sai số. Mình khó điều chỉnh được hương vị của nó.
nên là trong quá trình phát triển sản phẩm mình chuyển hết sang gam. Cốt dừa là 60g một cốc thì 2 cốc là 120. Sau đó các bạn sẽ đậy nắp, đặt chắc chắn lên cối, kiểm tra lại, phá đá 3 lần. 2 3, xay. Các bạn nghe tiếng gì không? Các bạn nghe tiếng cối chứ? Nó rất là khó xay. Đồ xay như vậy nên trong quá trình xay các bạn phải dùng que khuấy để khuấy liên tục. Khi xay xong thì các bạn sẽ cầm cả cối, cả nắp đi vào trong bồn để mở ra trong đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi đánh bọt cà phê. Mình sẽ làm 2 cốc cao trước. Tại vì sợ làm 2 cốc sau, làm cốc nhỏ kia nó sẽ bị trào ra ngoài. 20g cà phê. Làm xong ở đâu, lấy ở đâu thì cất vào đó. Tiếp theo là sử dụng máy đánh bọt. Các bạn đánh bông bọt cà phê lên. Đánh bọt cà phê ở đây thì mình thích đánh bọt cà phê nó sẽ hơi cứng lại một chút, vì lúc ấy mình cảm thấy nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu ai không thích thì đánh loãng thôi. Sau đó chúng ta sẽ cho cốt dừa vào. Cách cho cốt dừa thì các bạn sẽ cho mỗi cốc một ít trước. Đừng cho một cốc chuẩn luôn nhé. Lúc ấy nó sẽ không đồng đều. Đó. Cốc này một ít. Để cốc này một ít nhé. Mỗi cốc một ít. Muốn dựng chóp được cao thì móng phải chắc đã. Đó, chúng ta phải làm chắc cái phần đế cốc trước, rồi chúng ta đâu mới lên chóp. Mỗi cốc cho một ít trước này. Thì mình nghĩ nhẹ là được rồi. Tại vì cao quá thì rất là khó bê. Ok. Quá tuyệt vời. Phải cảm ơn Cộng vì đã nghĩ ra cái món ngon như thế này. Bao nhiêu năm rồi nó vẫn còn ngon. Sau đó chúng ta sẽ đi trang trí bằng dừa tươi bào sợi. Cái sợi dừa này các bạn bào càng nhỏ, càng dài thì trông nó lại càng đẹp. Lấy ở đâu thì cất ở đó. Tiếp theo là dừa khô này. Dừa khô thì các bạn không cần cho quá nhiều, nó chỉ là điểm nhấn thôi. Đó, vậy là xong. Theo bạn thì hai chiếc cốc này, cốc nào đẹp hơn? Thì mình thấy cả hai cốc đều đẹp, nhưng mình thích cốc này hơn. Tại vì miệng cốc của nó có đoạn uốn này này. Đó. Trông nó điệu hơn. Bây giờ thì mình sẽ đi làm hai cốc tiếp theo.
mình sẽ để ở đây cho các bạn nhận xét nha. Để kéo lại một chút. Thử luôn cục này. Đoạn cuối là toàn đá to. Sữa đặc là 160. Lấy ở đâu thì cất ở đó. Quan trọng lắm đấy nha các bạn. 120 cốt dừa. Đậy nắp cối. Để lên. Kiểm tra xem cái cối đã chắc chắn chưa. Xả đá 3 lần. Hẹn giờ 45 giây. Sạch. Cầm cả cối, cả nắp đi vào trong bồn để mở. Các bạn biết làm gì không? Để tránh dây rớt. Mở luôn đây, rất là dây rớt. Cà phê thì các bạn sẽ dùng là 20g. Nó có một chút cà phê nha. Đánh bọt. Ở những cốc thấp nhà này, các bạn đánh bọt thì các bạn nhớ là đánh nháy thôi. Các bạn đánh mạnh một tí là nó sẽ cháo hết ra ngoài luôn. Đó, chúng ta sẽ nháy. Đến khi bọt cứng vào rồi chúng ta sẽ bấm lì nhiều hơn. Xong rồi vệ sinh này. Để đục cốc tiếp theo. Cốc cao thì các bạn được bấm thoải mái hơn. Chiếc máy đánh bọt tốt nhất là mình thường dùng. Cho mỗi cốc một ít trước. Chắc chân thì chúng ta mới lên đến đỉnh. Ok chưa? Chân phải chắc thì chúng ta mới lên đến đỉnh nhá. Còn chân mà không chắc là các bạn vuốt cao cao nó gãy luôn. Nhưng mình nghĩ là nó cao tầm này là được rồi. Không cần cao quá. Vì cao quá phụ rất là khó bê. Quá tuyệt vời. Không có gì để chê. Sau đó chúng ta sẽ trang trí bằng dừa tươi bào sợi, dừa khô. Hai cốc tiếp theo, cốc nào đẹp hơn các bạn? Cái cốc thủy tinh truyền thống làm nó vẫn cứ có một cái nét đẹp gì đó riêng. Đối với những cốc ngắn như này các bạn đừng để ống hút nghe nhé. Đừng cắm cả ống hút nghe nhé. Các bạn nhớ cắt đi. Cắt đi cho vừa cốc. Cho nó cân đối. Mình thấy rất nhiều bạn là các bạn để hẳn cái ống hút dài như này luôn. Nó không đẹp một chút nào. Đó. Ống hút dài này chỉ phù hợp với cốc như này thôi. Ra đồ thì chúng ta sẽ có một ống hút, một thìa. Thế là xong rồi. Theo các bạn thì cốc nào đẹp nhất trong 4 chiếc cốc này? Bản thân mình thì thích nha, 2 cốc này nhất. Xong đến cốc này. Và cuối cùng là cốc này. Ở video sau thì chủ đề chúng ta sẽ là làm cà phê cốt dừa thì cà phê máy ngon hơn hay cà phê phi ngon hơn. Và file ảnh chất lượng cao, file cốt thì mình sẽ ghim ở dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.